chào các bạn. Rất vui hôm nay Hoàng gia Trầm Hương Hokita chúng tôi có điều kiện tiếp tục ở lại triển lãm Bắc Ninh ở thành phố Bắc Ninh, công viên Nguyễn Văn Cử. Thì ở clip này tôi sẽ tiếp tục review chi tiết cho các bạn một cái tác phẩm. Tác phẩm này có tên là Đĩa Bay của nhà vườn Sơn Hoa Cao, số điện thoại là 0913 253399. Để xem nhà vườn này ở đâu này. Bác ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Tác phẩm tên Đĩa Bay. Thì ở triển lãm Hải Dương ấy, thì anh Hà Thiên Sinh anh có một cái tác phẩm xanh có tên là Đĩa Bay. Mới đầu tôi nhìn lướt thì tôi tưởng là tác phẩm của anh Hà Thiên Sinh, nhưng lúc về sau xem lại tên thì không phải. Tác phẩm này thì là bác chủ cây bác cho ngồi lên đá cũng lâu, bệ đá to. Chắc đá xanh, đá trơn. Cái mặt này là mặt trước của cây này. Ở triển lãm thì các cái cây mà tôi thấy nghệ thuật hoặc tôi những cây mà tôi thấy giá trị tốt ấy, và cây già, cây có tuổi, cây cỏ ấy, còn là những cây mà hoàn thiện chuẩn chỉ thì tôi hay quay xong rồi làm thành clip 5-7 phút. Có những cây mà có nhiều cái để nói thì tôi có khi đến 10 phút. Một số bạn cứ bảo là tôi làm thế vẽ việc như thế kia. Thực ra là tùy quan điểm quay nội dung của từng người thôi. Thì tôi những cái tác phẩm như này tôi quay xong rồi up lên nó thành tư liệu cho các bạn ấy. Thì về sau ví dụ như là có những cái các bạn có các cái phôi nào mà có thể triển khai theo cái dáng thế ấy, như mà những cái cây mà hoàn thiện rồi ấy, thì các bạn có thể đem ra các bạn tham khảo. Chứ nếu mà quay lướt thì đơn giản gì đâu. Thế nhưng mà tôi cũng rút kinh nghiệm, cũng có một số cái là tôi quay lướt để giới thiệu gọi là chung với lại có thể để làm những cái nội dung mà chỉ cần cây để minh họa thôi chứ không phải giới thiệu về cây. Đó, thì tôi làm. Thế sau đó thì là vẫn duy trì cái cách làm này. Có cái thực ra là cái dữ liệu mà những cây vip nhà thì dần dần cũng không còn nhiều nữa. Ví dụ như đợt Hải Dương quay được một ít ở Yên Phong, rồi ở Hà Nam quay được một ít rồi. Thế ông đến Bắc Ninh nữa thì tôi nghĩ là trong năm nay nếu mà lọc này thì chắc sang năm chắc cũng chả có dữ liệu để mà quay. Hoặc là ví dụ sử đến một triển lãm lớn ấy, chắc được một vài cây mới thế thôi. Bởi vì những cái cây mà gọi là vip có số này thì tôi nghĩ là không nhiều đâu, ít lắm. Ok, đánh giá bạn nhìn này, dăm đầu dăm cũng nổ luôn này, già tận chân dăm luôn, chưa được hoàn thiện lâu lắm rồi. Cây này không biết các bạn nhìn nào, tôi nhìn cảm giác cái bệ đá hơi to, hơi nặng này. Cái bệ đá vừa đá điểm cây hoành tráng hơn, tùy quan điểm của mỗi người thôi. Đây là tôi nói là quan điểm của tôi nhé, không có ý chê cây, anh em thông cảm. Cây già là cái khủng, quả phúc rất to.
chọn. Nếu các bạn có điều kiện tới triển lãm Bắc Ninh thì các bạn tới ngắm cây để trực tiếp ấy, và trưng ban tổ chức luôn. Thì cái khu gian hàng giới thiệu và bán các sản phẩm trầm hương và đá cảnh của bên tôi ở bên này. Có 7 bộ bàn ghế đá với lại các cái sản phẩm về các khối đá chơi gọi là chơi cảnh, rồi trầm các cái khối trầm lũa, rồi trầm ghép thành tiểu cảnh, rồi các sản phẩm về trang sức. Ở đó thì mời các bạn qua uống trà thực trầm miễn phí sau khi các bạn ngắm cây và giao lưu anh em. Chúng tôi cũng đang xây dựng một kênh chuyên review kiến trúc, đây là kênh Nhà Việt TV. Ở kênh đó thì tôi chuyên review các công trình có tuổi đời cả trăm năm, cả ngàn năm nổi tiếng ở Việt Nam. Nếu các bạn quan tâm tới kiến trúc thì mời các bạn sang kênh Nhà Việt TV để subscribe. Các bạn có thể tìm kiếm kênh trên YouTube qua từ khóa là Nhà Việt TV 365. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.